hoặc là đính kim cương theo ý muốn, Kỳ Lân sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng phục vụ như ý muốn. Và đẹp hay không, sang trọng hay không, đẳng cấp hay không, nằm ở sự chất lượng của việc chia hột, tỷ lệ hột và cách nhận hột có chuẩn hay không. Từng cháo hột của viên kim cương phía trên thành của miếng đáy bằng vàng cực kỳ chuẩn và đều. Vâng, Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với kỳlanluxury.com. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với quý khách một sản phẩm cũng như dịch vụ của Kỳ Lân Luxury, một trong những dịch vụ đã tạo nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Đó chính là chuyên custom thiết kế những sản phẩm bằng vàng nguyên khối đính kim cương. Tất cả những sản phẩm nữ trang, những sản phẩm chế tác cho những điện thoại, đồng hồ, nói chung là bằng chất liệu bằng vàng khối AU750 chuẩn châu Âu và đính kim cương thiên nhiên VS VVS. Và cụ thể sản phẩm mà Kỳ Lân đang review để cho quý khách rõ hơn, đó chính là cái bộ vỏ cho Virtu Signature S. Đây, đầu tiên trên màn hình chúng ta sẽ thấy được cây Virtu Signature S thép nè, Virtu Signature S DLC nè, Virtu Signature S thép đính full kim cương, Virtu Signature S Gold Diamond, tức là vàng khối đến full kim cương, và Virtu Signature S full vàng khối. Và đây là bản full vàng khối trơn, không có móng trơn từ dưới lên trên, camera có thể đi cận cảnh giùm anh. Và chi tiết hơn nữa là tất cả những sản phẩm bằng vàng và thép, quý khách muốn đính kim cương theo yêu cầu, đính như thế nào, muốn như thế nào, Kỳ Lân sẽ phục vụ như thế đó. Hoặc là quý khách có những sản phẩm bằng chất liệu thép muốn biến thành vàng, hoặc là muốn biến thành vàng đến full kim cương, hoặc là quý khách muốn những sản phẩm kích tinh độc quyền theo cầu, ví dụ như là bộ vỏ Virtu Signature thép này, bây giờ muốn Kỳ Lân thiết kế thành một cái sản phẩm bằng vàng khối và họa tiết, hoặc là đính kim cương theo ý muốn, Kỳ Lân sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng phục vụ như ý muốn. Và nếu như quý khách muốn đặt phối cảnh, tức là phối giữa phần da và hoặc thành gớm thành da, Kỳ Lân cũng luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến điện thoại Virtu, từ A đến Z, tất cả mọi vấn đề về Virtu. Nói chung là quý khách nào có những sản phẩm chính hãng và muốn nó custom riêng, độc quyền theo ý thích của mình, theo sở thích của mình, và cá nhân hóa sản phẩm nó thành sản phẩm của mình, thì hãy liên hệ ngay với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury luôn sẵn sàng và đồng hành với tất cả các những sản phẩm như vậy. Đó là niềm đam mê cũng như là sở thích Kỳ Lân. Và ví dụ như cụ thể như cây DLC này, đây là DLC, thì tất cả phần thân là bằng công nghệ mạ DLC, phần màu đen bóng này là gốm ceramic, phía trước là bằng kính phím Sophia nguyên khối và phím bấm cũng là Sophia. Nếu như khách muốn cái máy này biến thành một cái máy full vàng khối như thế này, full vàng khối đính kim cương thế này, thì cũng liên hệ với Kỳ Lân Luxury. Hoặc ví dụ như quý khách đang có những cây máy Virtu Signature thép rơ như thế này và muốn đính full kim cương lên, Kỳ Lân sẽ sẵn sàng phục vụ điều đó. Hoặc là ví dụ như quý khách đang có một cây Virtu Signature vàng nguyên khối như thế này mà muốn đính full kim, cũng liên hệ với Kỳ Lân. Hoặc là muốn đính những điểm nào, cũng liên hệ với Kỳ Lân. Hoặc là quý khách đang có những cái máy Virtu Signature S red thép như thế này và muốn nó có điểm vàng thôi, thì mình thay bộ phím bằng vàng hoặc là những chi tiết bằng vàng, Kỳ Lân sẽ chọn option nó cùng quý khách và thực hiện cho quý khách full và đến kim cương trên như thế này, hoặc là đến hết kim lên tất cả phần vàng luôn cũng được. Nói chung là theo yêu cầu, và kể cả gớm cũng vậy và phía sau cũng vậy. Kỳ Lân luôn luôn rất chờ đợi những sản phẩm để thực hiện cho quý khách. Và camera cận cảnh chi tiết vào giùm anh cái bộ vỏ Kỳ Lân đã thực hiện cho khách hàng đang chờ để kỹ thuật của Kỳ Lân tiến hành ráp lại thôi. Đây là một cái phần vỏ vàng nguyên khối và khách hàng nhờ Kỳ Lân đính kim lên full vàng. Nếu như khách là một cái máy bằng thép thì cũng liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân tạo ra một cái sản phẩm bằng vàng và đính kim như thế này, hoặc là bằng vàng có sẵn rồi thì đính kim thôi, kể cả bằng phím cũng vậy. Đây, một cái máy bằng vàng như thế này
và đính kim cương lên trên bàn phím. Đây là kim cương tròn. Còn nếu như quý khách muốn kim cương baguette thì Kỳ Lăng cũng có luôn. Nói chung là chỉ cần quý khách đặt vấn đề, Kỳ Lăng sẽ phục vụ đúng trọng tâm. Và bất kỳ sản phẩm nào về nữ trang trang sức, nhẫn, lắc tay, dây chuyền, bất kỳ sản phẩm nào quý khách muốn có những cái sản phẩm là nhẫn nè, lắc tay, dây chuyền, nói chung là nữ trang trang sức, muốn có những mẫu độc quyền, có những mẫu theo ý của mình, những ý tưởng theo cái tư duy suy nghĩ của mình, muốn nó biến theo cái mong muốn của mình, thì liên hệ với Kỳ Lăng Luxury để Kỳ Lăng lên ý tưởng, thiết kế, design và hoàn thiện sản phẩm bằng giao cho quý khách. Và tất cả những mẫu mà Kỳ Lăng đang thực hiện đều có sẵn trên website kỳlanglaxury.com. Quý khách ở xa thì lên trực tiếp website để xem, quý khách ở gần thì xin mời lại showroom của Kỳ Lăng Luxury. Và đẹp hay không, sang trọng hay không, đẳng cấp hay không, nằm ở sự chất lượng của việc chia hộp, tỷ lệ hộp và cách nhận hộp có chuẩn hay không, và cách chọn hộp để nhận vào có tuyệt vời hay không. Có nghĩa là hộp của mình là VS, VBS, và khi mình chia hộp, nó tỷ lệ hộp nó rất đều với nhau, và cháu hộp nó sẽ đều, từng cháu đối xứng, tương xứng với nhau hết, nó phải đồng nhất, và cháu nó phải giữ vững cái hộp, thì khi mình dùng nó vừa đẹp, vừa sang, vừa đẳng cấp rồi, nhưng mà đặc biệt nó phải chất lượng, có nghĩa là không bị rớt hộp. Đó là cái sự đẳng cấp ở thành công. Đây, camera đi sát vào, nhìn từng hộp, Kỳ Lăng chọn từng hộp. Khi nhận hộp từng hộp là Kỳ Lăng cũng chọn từng hộp, nó sẽ đồng nhất về chất lượng đồ sạch cũng như là đồ đẹp của hộp, và tỷ lệ cho hộp đều, cũng như từng cháu hộp nó cũng tương đồng với nhau hết, nó đều nhau hết, và những cái cháu di hộp rất là chuẩn, kể cả hộp kim cương chủ ở giữa cũng vậy. Những viên kim cương mà nó bị bệnh hay là bị mẻ thì cũng chất lượng kém, thì giá thành nó cũng khác, mà những viên kim cương mà đẹp trong sáng lửa mạnh như thế này thì chất lượng nó phải khác và nó không có bị bệnh, viên kim cương phải chuẩn chọn như vậy. Và những cái cháu chia gắn hộp kim cương, bốn cái cháu để giữ viên kim cương này cũng rất đều và nó tương xứng với nhau rất đẹp, đó là sự khác biệt. Kể cả phần vàng như vậy các bạn, kể cả viên kim cương ở dưới đây phía đáy này, 2 ly rất chiếu và rất lấp lánh. Đây là cháu ở dưới nè, wow, nhìn nó đều, wow, nó đều hết, từng chấm rất đều và giữ hộp rất chuẩn. Viên kim cương 2 ly ở dưới đáy nè, rất sáng, lửa rất mạnh, rất đẹp, rất chiếu. Từng cháu hộp của viên kim cương phía trên thành của miếng đáy bằng vàng, cực kỳ chuẩn và đều, rất đẹp, tỷ lệ cho hộp giữ hộp rất đều, ngay hàng thẳng lối, tuyệt vời. Và để trao đổi kỹ hơn, chi tiết hơn thì quý khách có thể gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng theo số hotline là 0901 247 247 và số đó có cả Zalo. Một lần nữa, Kỳ Lăng trân trọng và biết ơn, cảm ơn quý khách đã xem, dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng review. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc, luôn thành công và đồng hành cùng với showroom của Kỳ Lăng Luxury, đồng hành với Kỳ Lăng nha. Và để mà theo dõi những video hấp dẫn, những sản phẩm đặc biệt, độc quyền, đẳng cấp đỉnh cao sắp tới thì hy vọng là quý khách sẽ subscribe trên YouTube này, cũng như là like theo dõi fanpage này để ủng hộ và xem nhiều video clip hấp dẫn sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.